Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình giới thiệu một phiên bản dòng kèn 750 để chơi gia đình. Và bên mình đã chế thành phẩm hết để các bác về để ngoài chơi. Phiên bản này là mình dùng cái phễu khá nhỏ anh em nhé. Phễu kích thước 15, chiều cao nhân 32, 15 chiều cao nhân chiều ngang là 32 để đánh gia đình anh em, để đánh gia đình. Với kèn là kèn 750, kèn 750. Và phiên bản neo 850, phiên bản neo 850. Dòng cối nhôm vành đồng. Cối nhôm vành đồng. Bản chất lượng cao và đây là dòng neo bi. Đây là phiên bản khi mà anh em về chơi thì mình sẽ chế sẵn rồi nhé. Về chế sẵn cái dàn xoáy này để các bác có thể nắp được những cái phễu vừa nhỏ này như này để chơi đình nó không bị tốn nhiều diện tích. Còn phiên bản nếu như mà phiên bản chuẩn của nó, bát bốn ốc của nó chuẩn là phễu bát bốn ốc là kích thước lớn, như nhà mình thì có hai loại như là 23 nhân 23 vuông và một loại nữa là gì, loại 15 à xin lỗi, này 23 nhân 35, nó có hai loại đó. Cũng con này thì mình đã test nhạc rồi, nhưng tiện thể đây thì con đang có nhạc sẵn thì mình cũng test một chút nhá để mời anh em mình nghe. Mình đấu chỉ qua tụ mà chở không mà thôi. Đây mình sẽ tô từ đầu để cho nó có đủ hết các nhạc cho anh em mình nghe. Vâng, mình mới test một chút như vậy để anh em mình nghe. Mình nghe trong cái máy thu này thì nó cũng chưa được đạt cái chất lượng thực tế anh em nhé. Thực tế nó sẽ nghe nó hay và nó chi tiết hơn nữa. Anh em nghe rất là êm ái và hay. Với dòng kèn này thì anh em mình ý một điều rằng nó sẽ bổ sung cả lời và cả tép rất là chi tiết nhé. Và giá thành bán cho một đôi củ không là 2,5 triệu. Và chọn bộ như này là 2,7 triệu. Bên mình sẽ bao ship và tặng kèn luôn cả tụ trở. Mọi thông tin về sản phẩm hoặc anh em mình cần tư vấn lắp đặt cũng như tư vấn về không gian gia đình, bộ kèn nào hợp với gia đình mình, liên hệ trực tiếp với Huấn Audio qua số máy 0904 612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.